Thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả và chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định, Ngoài tác dụng giảm số người nhiễm virus SARS-CoV-2, các loại vaccine phòng COVID-19 sẽ giúp làm giảm số trường hợp bị biến chứng nặng do mắc bệnh, giảm số người phải nhập viện điều trị do bệnh nhẹ và giảm nguy cơ tử vong tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả, chủ động để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, giúp giảm các biến chứng, di chứng nặng và tử vong. Hiện nay, không có một loại vaccine nào có hiệu lực bảo vệ 100%, nghĩa là sau tiêm chủng vaccine, vẫn còn một tỷ lệ nhất định các trường hợp đã được tiêm có thể vẫn bị mắc bệnh. Cũng giống như các loại vaccine giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm khác, vaccine COVID-19 giúp cơ thể chúng ta phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus gây bệnh COVID-19 mà không cần nhiễm bệnh. Do đó, có thể có trường hợp một người bị nhiễm virus gây bệnh COVID-19 ngay trước hoặc sau khi tiêm vaccine, rồi sau đó bị bệnh do vaccine chưa có đủ thời gian để tạo ra miễn dịch hoặc một số ít đã được tiêm đủ nhưng vẫn mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu bị mắc bệnh, các triệu chứng thường nhẹ và không để lại biến chứng, di chứng nặng nề. Nếu tỷ lệ tiêm chủng cao, độ bao phủ trong cộng đồng 70% đến 85% thì sẽ giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo vệ cộng đồng hiệu quả trước các tác nhân gây bệnh. Vaccine phòng COVID-19 nói chung và vaccine AstraZeneca nói riêng không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêm mà còn giúp duy trì khả năng của hệ thống y tế, tránh rơi vào tình trạng quá tải do phải chăm sóc người bệnh nặng, đồng thời giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường và phát triển kinh tế. Các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay đều có hiệu lực bảo vệ từ trên 60% đến 95%. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo vaccine là vũ khí để chấm dứt đại dịch COVID-19. Và cũng theo các chuyên gia, thì để đảm bảo hiệu quả tối đa của vaccine, mỗi người cần phải được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng phải đạt từ 70 đến 85% để có miễn dịch cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, sau khi tiêm chủng vaccine, thì vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thông điệp 5K của chính phủ để đảm bảo an toàn cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Tiêm vaccine COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng khi đến được bạn thì hãy đến với cơ sở y tế để được tiêm vaccine và theo dõi sức khỏe